Kim Loại hồi nãy lại nói là gì? Nam đúng không? Thứ nhất, nam thì cần gì? Nước. Uống nước. Một ý. Tiếp nè, nam cần gì? Nữ. Cần nữ, chốt luôn, quá hay ạ. Mai mốt bạn là chùm hóa luôn. Tiếp, nam thì cần gì? Giống như con tôm muốn sống nè, con kia tên gì Quân ơi? Con đó, con Hương hả? Hương muốn, con Phương muốn sống nè, con Ngọc muốn sống thì cần gì? Hít cái gì vô? Cái gì hít hai hả? Hít vô cho chết hả? Thần kinh hít gì? Hít oxy vô. Đó, rồi bắt đầu nè. Kim loại là ví dụ là Na nha, hóa trị 1 nha. Bắt đầu Na cộng. Cộng gì? Cộng nước. Na cộng nước ra bây giờ. Bây giờ là có nhóm gì? Ô hả? Cộng khí hydro bay lên cân bằng nè. Na 1 về. Oxy hydro nè, đây máy. 2 nè, thấy không? Đây máy rồi. 1 nè đúng không? Vậy này nhu cầu phải là 1 đúng không? Vậy làm 2 phải nhân 1 phần 2. Kịp không? Tiếp tục. Na cộng với gì? Nữ, nữ cho đại cái đi. Nữ đi, nữ đi, nữ đi. Nữ đó là gì? S nha, lại cho S nha. S cho nó là hóa trị 2 đi. Phải không? Hóa trị 2 đi, cho nó hóa trị 2 đi. Ơi, không được, hóa trị 4 đi. Vậy là NaS, thằng này hóa trị 4 nè. Thằng này hóa trị 1 nè, chéo ra mấy? 4 đúng không? Kịp không? Cân bằng kim loại trước, mấy? Ha, 1, đây mấy? 4, đây nhân mấy? 4. Đây 1, 1 về. Kịp. Na cộng gì nữa? O, oxy. Na cộng với oxy ra oxit. Thằng này hóa trị 2, thằng này hóa trị 1, chéo ra mấy? 2. Bắt đầu nè, nhìn thấy này chưa? Oxy 1 nè, double lên cho nó chẳng. Bắt đầu cân bằng. Na mấy? 1, đây mấy? 4. Thêm 4 oxy. 2 quệ. Kẹp. Ổn chưa? Tiếp tục